Thưa quý khán giả và các đồng chí, trong nghề báo cùng với kỹ năng chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp thì một trong những yếu tố quan trọng để tạo nên những tác phẩm chất lượng và có chiều sâu đó là lòng say nghề, là sự dấn thân. Đây là vốn quý đã được trao truyền qua bao thế hệ người làm báo cách mạng, trong đó có những phóng viên, biên tập viên của Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội. 10 năm kể từ khi thành lập trung tâm, dấu ấn về những nhà báo chiến sĩ tràn đầy nhiệt huyết luôn có mặt tại mọi điểm nóng, nơi thiên tai, bão lũ, dịch bệnh, đã tạo ấn tượng sâu sắc trong lòng khán thính giả cả nước với các tác phẩm báo chí đặc sắc, bám sát hoạt động hàng ngày hàng giờ của bộ đội trên khắp mọi miền Tổ quốc. Bão nối tiếp bão, lũ chồng lên lũ. Năm 2020 ghi nhận những trận bão lũ lịch sử tại các tỉnh miền Trung nước ta. Nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình của quân đội cũng vì thế mà càng thêm gian nan, khó khăn, phức tạp. Để cập nhật kịp thời tình hình bão lũ và hoạt động cứu trợ giúp đỡ người dân của quân đội trên các bản tin của kênh truyền hình Quốc phòng Việt Nam, các kíp phóng viên đã chạy đua với thời gian, tác nghiệp trong điều kiện thời tiết và địa hình vô cùng khó khăn, nguy hiểm để đưa những thông tin nhanh chóng nhất, chính xác nhất. Trong khi tác nghiệp tại Thừa Thiên Huế thì kíp chúng tôi nhận lệnh đột xuất di chuyển vào hướng Hóa, Khe Sanh, Quảng Trị để tiếp cận với đoàn kinh tế quốc phòng 337, nơi mà có vụ sạt lở khiến 22 người mất tích. Thì đường đi vào rất là khó khăn, có những khúc mà bùn nó ngập đến đầu gối thì đoàn phải hành quân bộ vào. Khi đi qua điểm sạt lở thì đất đá bỗng ập xuống. Lúc đấy tôi chỉ kịp nghe đồng đội hô chạy, tôi cũng không nghĩ được nhiều, chỉ kịp ôm máy và thoát khỏi vùng nguy hiểm. Hơn 8 năm gắn bó với môi trường báo chí quân đội, bước chân của Đại úy Nguyễn Hoàng Diệu Ngân, biên tập viên phòng thời sự truyền hình cùng nhiều nữ phóng viên khác đã trải dài trên khắp mảnh đất hình chữ S, từ nơi biên cương, thao trường nắng gió đến hải đảo xa xôi. Tự tin tác nghiệp trong bão lũ, đi biển dài ngày, viết kịch bản và tham gia tổ chức sản xuất nhiều chương trình trực tiếp quan trọng. Quá trình dấn thân đã giúp chị thêm trưởng thành và gặt hái nhiều thành công. Bản thân tôi khi mà được vinh dự khoác trên vai cái màu áo của nhà báo chiến sĩ thì tôi cùng với các đồng nghiệp và các đồng đội của mình cũng xác định là phải tập trung mọi thời gian, công sức, trí tuệ cũng như là sắp xếp công việc riêng, công việc gia đình để có thể sẵn sàng lên đường bất cứ khi nào có lệnh của cấp trên. Tác nghiệp trên biển dài ngày là cơ hội thử thách khả năng chịu đựng sóng gió, kỹ năng tác nghiệp nhanh gọn, sáng tạo, hiệu quả của người làm báo. Bằng tâm thế chủ động cùng uy tín đã được xây dựng với các đơn vị, đội ngũ phóng viên, biên tập viên của trung tâm đã có những đóng góp không nhỏ trong công tác tuyên truyền về nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc, đồng hành với các lực lượng giúp đỡ ngư dân vươn khơi bám biển cũng như hoạt động đối ngoại quốc phòng trên biển. Khi ra biển thì đều là lệnh đột xuất cả. Khi đi thì với một tâm thế sẵn sàng, và trong quá trình tác nghiệp thì ngoài những việc là cố gắng tác nghiệp để lấy thông tin, lấy hình ảnh thì phải quan tâm đến việc đảm bảo an toàn và cũng như là việc cung cấp những thông tin ấy, thì nó phải mang tính định hướng và chính thống. Nhiều năm lăn lộn nơi biên giới cùng chương trình Biên Cương Xanh, kinh nghiệm và sự nhiệt huyết với nghề giúp biên tập viên Vũ Ngọc Ninh được tin tưởng giao nhiệm vụ đồng hành cùng Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 3 tại Nam Sudan. Trên tay là những thiết bị nhỏ gọn, những câu chuyện xúc động về người lính mũ nổi xanh đang thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình, được anh cùng ekip khắc họa sinh động kịp thời trên sóng. Cái khó khăn rất là lớn đối với chúng tôi đó là vấn đề về mạng Internet cũng như là mạng dữ liệu di động ở Nam Sudan thì nó rất là hạn chế. Chúng tôi phải khắc phục bằng cách là một cái tin, một cái phóng sự dù rất là ngắn thôi, chúng tôi vẫn phải chia nó thành nhiều cái file lẻ với cái dung lượng thấp và cái độ phân giải chấp nhận được để gửi về. Kế thừa truyền thống của thế hệ cha anh, thế hệ nhà báo phát thanh truyền hình quân đội ngày nay đang nối tiếp tinh thần dấn thân trong công việc. Đến tận nơi, lắng nghe, cảm nhận hơi thở của cuộc sống, họ đã góp phần làm nên những chương trình phát thanh truyền hình trực tiếp sinh động, hấp dẫn, có chiều sâu để khắc họa, lan tỏa phẩm chất bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới.
qua tìm hiểu cái đời sống thực tế về cuộc sống của người lính cũng như quá trình học tập, công tác, huấn luyện, rèn luyện của người lính. Từ đó thì sẽ cho tôi được cái nhìn nó chân thực hơn, sẽ xây dựng được những cái tác phẩm phát thanh nó mang được cái hơi thở của cuộc sống, phản ánh chân thực nhất về cuộc sống của người lính đến đông đảo khán thính giả trong và ngoài quân đội. Tại những điểm nóng phòng chống dịch COVID-19, những kíp phóng viên của Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội là lực lượng thường xuyên có mặt bám trụ tại hiện trường, cùng ăn cùng ở với bộ đội tại các lán trại dọc chốt biên giới phòng dịch hay các khu cách ly. Đội ngũ phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Và tinh thần đó cũng là nội lực quan trọng để Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội tiếp tục khẳng định được vị thế, uy tín của mình với khán thính giả.